Anh nói về thuốc trừ cỏ Decano đi anh. Decano 500 SC của bây giờ. Siêu phẩm. Siêu phẩm. Vậy thì bây giờ Becano là gì? Thì mọi người cố gắng nghe hết cái clip này để biết cách sử dụng của Becano của Bayer nha mọi người. Đầu tiên đó là khi mà đọc vô chai thuốc đó thì nó để là gì? Là thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm. Tiền nảy mầm có nghĩa là trước khi mày nảy mầm là tao giết mày rồi. Không chọn lọc. À, không chọn lọc có nghĩa là cây nào tao cũng lụm hết, cái gì tao cũng lụm hết, không có lọc, không có lọc lần nào hết trơn á, không chọn lọc mà hiệu quả cao. Hiệu lực kéo dài chính là những cái từ khóa liên quan hết đến sản phẩm Pecano 500 SC của Bayer. Như vậy thì cái anh này anh có tác dụng gì? Cái anh này anh có tác dụng là anh xịt lúc cây cỏ chưa có mọc lên hoặc mới nhú nhú thôi là anh diệt rồi, còn cỏ lớn anh diệt không có được, cỏ nhú nhú là anh diệt. Như vậy thì mình thông thường sẽ phun vào cái thời điểm đó là trước khi mùa mưa bắt đầu, tại vì khi mà mưa rồi thì cỏ lên rất là nhiều. Cho nên là phun trước cái thời điểm là mùa mưa bắt đầu. Và đặc điểm lưu ý xài Becano đó là đất phải có ẩm. Thì khi đất ẩm á, thì cái thuốc cỏ đó nó mới có khả năng nó lon và nó phủ ở trên bề mặt đất. Giống như là nó cái cỏ lên là nó bịt mũi với nó thở không được và từ từ nó chết. Giống như nó bị bịt mũi hoài và từ từ nó thở không được và nó chết. Và cái cam kết của Bayer đó là cỏ sẽ không lên từ 6 cho tới 8 tháng sau khi sử dụng thuốc. Còn đối với những cái vườn cỏ mà trên vườn lớn thì người ta sẽ cộng thêm những cái nhóm cỏ khai quang. Cỏ khai quang thì ngày xưa cấm đó là glyphosate. Nhưng mà glyphosate cấm rồi thì bây giờ mình xài nhóm glyphosinate. Đó là cái cách sử dụng của nhóm cỏ Picano bây giờ. Liều sử dụng là nhà sản xuất khuyến cáo là 8 cc cho bình 25 lít. Liều rất nhẹ nhàng. Khuyết điểm của Picano đó là khi nói lên cái giá thì mọi người đều e thẹn và khó đến với nhau. Vậy thôi, chỉ là khuyết điểm của Becano nó là vậy thôi. 500 mấy ngàn cho một chai 100 cc quá mặn mà, và tương lai sẽ còn lên giá nữa. Rồi, cảm ơn câu hỏi của em ha.